Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Vậy là cái chương trình giảm thuế trước bạ của nhà nước cũng chỉ còn đâu đó vào khoảng 22 ngày nữa thôi, và chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 12 này. Và cái chương trình ưu đãi của cái dòng xe Kia Carnival như anh em đang xem trên màn hình đang có một cái mức giá cực kỳ là tốt ở thời điểm hiện tại, và cái chính sách giảm cao nhất cho những cái phiên bản đang hiện hữu tại showroom bên em. Ví dụ là chiếc xe Kia Carnival 3.5 máy xăng Signature, phiên bản này đang có một xe màu trắng giao luôn, đang có mức ưu đãi lên đến 60 triệu anh em nhé. Còn các xe màu khác thì cái quyền ưu đãi nó không có nhiều, nhưng mà đặc biệt cái xe 3.5 Signature này đang ở tại showroom bên em, đang có mức giá là cực kỳ tốt, vừa về showroom bên em thôi, nhưng ở thời điểm hiện tại nó đang có một cái mức giá thực sự là không có một với cái đại lý nào có thể rẻ như là ở cái đại lý bên em anh em ạ. Và cái Carnival 2.2D Signature, bản này thì đang có một cái xe màu xanh cũng giảm lên đến 40 triệu luôn. Và cụ thể từng phiên bản có mức giảm giá ra sao thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em, để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà anh em cảm thấy phù hợp nhất anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Carnival 3.5 Signature X9. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 834 triệu. Cái chính sách giảm 60 triệu luôn tiền mặt cho anh em, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm giảm phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 892 triệu, trả góp thì đang là 405 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 880 triệu, trả góp thì đang là 386 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 865 triệu, trả góp thì đang là 368 triệu. Đó, đây là cái phiên bản màu trắng hiện hữu tại showroom bên em anh em nhé. Anh em nào cảm thấy phù hợp với cái phiên bản này, màu xe trắng này và cái mức ưu đãi là 60 triệu thì anh em gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Carnival 2.2D Signature. Bản này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe sẵn xe giao ngay, và đặc biệt đang có một xe màu xanh D9B giao luôn, và cái phiên bản này giảm tiền mặt cho anh em lên đến 40 triệu anh em nhé. Và cụ thể lăn bánh cái phiên bản này ra sao thì em sẽ tạm tính cho anh em luôn. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 505 triệu, trả góp thì đang là 320 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 494 triệu, trả góp thì đang là 305 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 490 triệu, trả góp thì đang là 287 triệu. Đó là cái phiên bản 2.2D Signature. Và các màu khác thì cái quyền linh động nó sẽ bị ít hơn anh em nhé. Đây là từng phiên bản, từng màu xe mà có cái quyền linh động khác nhau, nên là anh em cân nhắc, quyết đoán, cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì gọi điện cho em anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái phiên bản Kia Carnival 2.2D Premium 7 chỗ. Bản này đang có mức giá là 1 tỷ 359 triệu. Cái chính sách ở thời điểm này bên em cũng hỗ trợ lên đến 30 triệu và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Vậy thì em sẽ tặng tính cái tổng lăn bánh để anh em hình dung cái con số cần phải chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 420 triệu, trả góp thì đang là 307 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 410 triệu, trả góp thì đang là 292 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 410 triệu, trả góp thì đang là 274 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.2 Premium 7 chỗ anh em ạ. Và cái chính sách này ở thời điểm mà em đang chia sẻ thì nó đang cực kỳ là tốt rồi. Anh em cảm thấy phù hợp thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Kia Carnival 2.2D Premium 8 chỗ. Bản này đang có mức giá là 1 tỷ 299 triệu.
cái chính sách giảm tiền mặt lên đến 19 triệu và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa. Nhưng khi mà anh em thiện chí cảm thấy cái mức giá em chia sẻ nó thực sự tốt rồi thì anh em gọi điện cho em thì em vẫn có một cái quyền linh động tặng thêm anh em nhá. Đó. Vậy thì em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh mới nhất để cho anh em có thể dễ hình dung là cái con số cần phải chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhá, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 377 triệu, trả góp thì đang là 296 triệu. Đó. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 368 triệu, trả góp thì đang là 282 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 369 triệu, trả góp thì đang là 264 triệu. Đó, đây là cái con số cần chuẩn bị khi anh em lấy cái phiên bản 2.2D Premium 8 chỗ anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản cuối cùng, đó là cái bản 2.2D Luxury 8 chỗ. Bản này đang có mức giá là 1 tỷ 209 triệu. Cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này bên em cũng đang hỗ trợ anh em là 19 triệu và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 280 triệu, trả góp thì đang là 274 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 272 triệu, trả góp thì đang là 262 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 270 triệu, trả góp thì đang là 244 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Kia Carnival ở cái thời điểm ngày 8 tháng 12 năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi, đúng không ạ? Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.